Mỗi mùa giải, cuộc đua cho vị trí trụ hạng tại Premier League được coi là còn khốc liệt hơn cả cuộc đua vô địch. Thường thì có đến 6 hay 7 đội phải cố gắng thoát khỏi vị trí cầm đèn đỏ để họ được giữ lại Premier League và duy trì doanh thu của mình, không là mất đến khoản tiền bản quyền truyền hình 9 chữ số béo bở. Bởi như vậy, nên chuyện họ đã sống đã chết để có thể trụ hạng là điều đương nhiên, và đó có thể coi là cấp độ rất cao của cái gọi là cạnh tranh sinh tồn trong ngành kinh doanh bóng đá. Không chỉ ở Premier League mà hầu hết các giải vô địch quốc gia châu Âu đều như vậy. Mà cũng không chỉ châu Âu, hầu hết mọi giải vô địch quốc gia trên thế giới đều như thế, kể cả là V-League của chúng ta. Bạn đã tệ thì phải rớt hạng và để đội khác lên lấy vị trí của mình. Đó là điều đương nhiên để khiến bóng đá trở nên cạnh tranh hơn. Các đội phải cố gắng giành lấy một điều gì đó, dù chỉ là vị trí thứ 17. Nhưng chắc bạn cũng biết câu chuyện về việc giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS không có suất xuống hạng. Giải bóng đá nhà nghề Mỹ này chả có đội nào rớt hạng vào mỗi cuối mùa. Các câu lạc bộ tham gia được quyết định thông qua việc chủ sở hữu mua quyền tham dự và là giải đấu khép kín, không có chuyện rớt hay là thăng hạng. Điều này khiến nhiều người khi nhìn vào giải đấu này thì đặt ra câu hỏi: ủa thế nếu đá thế nào mà vẫn ở lại giải thì làm gì có sự cạnh tranh gì nữa? Chả phải là đôi khi sẽ có đội buông thả hay sao? Và nếu như vậy thì có gì mà hấp dẫn? Hay làm sao để giải đấu này có tính cạnh tranh như những gì mà các giải đấu khác mang lại, chẳng hạn như cuộc đua trụ hạng Premier League? Trước khi tìm hiểu về nguyên nhân sâu xa, cần biết là cả năm giải chuyên nghiệp còn lại của Bắc Mỹ là bóng bầu dục Mỹ, bóng bầu dục Canada, bóng chày, bóng rổ và khúc côn cầu đều thực hiện theo cách này. Do đó không lạ khi những người tạo ra sân chơi MLS cũng lựa chọn hình thức trên sau khi họ tham khảo vài ba hình thức khác mà trong đó có hình thức truyền thống như chúng ta. Khái niệm xuống hạng và lên hạng đã ăn sâu vào văn hóa bóng đá ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là ở châu Âu. Tuy nhiên ở Bắc Mỹ, các giải đấu thể thao có lịch sử hoạt động với hệ thống khép kín, nơi các đội vẫn trụ lại trong giải đấu bất kể thành tích của họ như thế nào. Điều quan trọng là phải hiểu rằng việc không xuống hạng vốn dĩ không phải là tiêu cực hay tích cực, nó chỉ đơn giản là một cách tiếp cận khác với cấu trúc giải đấu. Mỗi hệ thống đều có những ưu nhược điểm và cấu trúc của một giải đấu thể thao thường bị ảnh hưởng bởi bối cảnh lịch sử, các yếu tố văn hóa cũng như các mục tiêu và ưu tiên cụ thể của các nhà tổ chức. Cùng các bên liên quan của giải đấu, MLS đã chọn hệ thống giải đấu khép kín để thúc đẩy sự ổn định, tăng trưởng và bền vững tài chính. Ví dụ rõ nhất để nói về lợi ích của hệ thống này là thời điểm dịch bệnh COVID-19. Trong khi các đội bóng châu Âu phải tự lực cánh sinh để vượt qua cơn đại dịch, thì các câu lạc bộ tại MLS lại không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi các vấn đề về tài chính liên quan đến bản quyền truyền hình, thương mại gần như không thay đổi qua mỗi năm và không ảnh hưởng đến các đội nếu có gặp trục trặc. Bản thân giải nhà nghề Mỹ hoạt động như một cấu trúc thực thể duy nhất, có nghĩa là bản thân giải đấu sở hữu tất cả các đội và hợp đồng cầu thủ. Cách thiết lập này khác với hệ thống dựa trên câu lạc bộ điển hình được tìm thấy ở hầu hết các giải bóng đá trên toàn thế giới. Cấu trúc một thực thể cho phép kiểm soát tập trung, ổn định tài chính và chia sẻ chi phí giữa các nhóm. Tuy nhiên điều đó cũng có nghĩa là giải đấu đưa ra các quy định tập thể bao gồm cả việc không xuống hạng. Ngoài ra, MLS đang trong giai đoạn mở rộng nhằm phát triển sự hiện diện của mình ở Bắc Mỹ bằng cách thêm các nhượng quyền thương mại mới ở nhiều thành phố khác nhau. Chiến lược mở rộng này được lên kế hoạch để đưa bóng đá đến các thị trường mới và xây dựng cơ sở người hâm mộ hùng hậu. Việc xuống hạng có thể tạo ra sự bất ổn cho các đội mới thành lập và điều này có thể không phù hợp với mục tiêu mở rộng của giải đấu. Việc xuống hạng từ giải đấu cao nhất có thể có ý nghĩa tài chính đáng kể đối với một đội. Các giải đấu cấp thấp hơn không thể mang lại cùng mức doanh thu từ các hợp đồng phát sóng, tài trợ và bán vé. Đối với các đội đầu tư mạnh, nguy cơ xuống hạng có thể gây bất lợi về tài chính. Người Mỹ có cái lý của mình bởi bóng đá không phải là môn thể thao được ưa chuộng nhất ở đất nước của họ. Giải vô địch quốc gia được duy trì chủ yếu là phục vụ xu thế bóng đá khắp thế giới và là cách thức để các câu lạc bộ duy trì, tạo sân chơi cho nhau. Khi các đội bóng đông hơn, họ có thể sẽ tìm cách khác. Tất nhiên đi đôi với việc không có đội bóng xuống hạng đồng nghĩa với tính cạnh tranh không cao. Gareth Bale từng chia sẻ những trải nghiệm thú vị khi anh chơi ở giải nhà nghề Mỹ. Ở MLS mọi thứ thư thái hơn rất nhiều, nếu bạn thua ở Real Madrid giống như thế giới đã kết thúc vậy. Bạn như bị ăn đòn, cảm thấy thất vọng, bạn về nhà và không vui. Nhưng ở đây họ chấp nhận thua nhiều hơn một chút, không có hậu quả gì cả. Bạn không thể xuống hạng ở MLS. Khi thua một trận, bạn sẽ tiếp tục chuẩn bị cho trận tiếp theo. Họ chấp nhận việc thua trận tốt hơn rất nhiều. Có nghĩa là nếu Inter Miami đứng bét, họ cứ bắt đầu mùa giải sau một cách bình thường và bình đẳng với các câu lạc bộ khác. Thậm chí đứng hạng cuối mùa này vẫn còn có thể tham dự vòng playoff, giành chức vô địch mùa giải sau như bình thường. Thực ra thì người hâm mộ Mỹ cũng từng đề xuất chuyện là có nên thăng hạng và xuống hạng để giải đấu trở nên hấp dẫn hơn. Nhưng đề xuất là một chuyện, nhưng khi các ông chủ mua một slot để tham gia vào MLS, họ đã được cam kết không lo xuống hạng. Điều này khiến thể chế khó bị thay đổi. Nếu bạn muốn thay đổi nó, các ông chủ phải cùng làm việc với ban tổ chức, thống nhất về việc tạo ra hạng đấu cơ bản và hạng đấu dưới, rồi thống nhất quyền lợi của thăng hạng hay xuống hạng. Bạn có thấy có nhiều việc cần làm không?
Ok, vậy thì đừng làm hoặc từ từ rồi làm. Và họ cũng không ai muốn mất đi quyền lợi của mình. Quyền lợi của những ông chủ là thứ phải được đảm bảo, cũng giống như các môn thể thao khác tại đây. Những ông bầu góp phần tạo ra giải đấu và họ luôn ở vị trí đó mỗi mùa. Giải đấu này vì thế không cạnh tranh ở chuyện trụ lại một giải hay không, nhưng lại cạnh tranh ở một điểm khác, đó là các trận đấu playoff. Với Ngoại hạng Anh 38 vòng đấu và đội bóng nhiều điểm nhất sẽ vô địch. Nhưng MLS không hoạt động như vậy. Man City có đứng đầu sau 34 vòng đấu của giải thì vẫn chưa thể vô địch, mà họ chỉ được trao một danh hiệu cúp đến từ người hâm mộ, gọi là Supporter Shield. Thể hiện đầy đủ ý nghĩa của chiến thắng trong lòng người hâm mộ là chiến thắng quý giá nhất. Sau đó ở hai miền Đông và Tây nước Mỹ, họ chọn ra 9 câu lạc bộ để tạo thành một giải đấu nhỏ với 18 đội tham gia. Hai đội đứng cao nhất giải này sẽ đụng độ ở MLS Cup để tranh giành chức vô địch. Nhìn vào thể thức này, bạn sẽ thấy ngay rằng phần lớn mùa giải khi cả đội đấu với nhau như thể thức ngoại ngành thì vẫn khá vô nghĩa, vì hơn một nửa đội xếp trên sẽ vào playoff, còn những đội phía dưới thì đi nghỉ sớm. Nhưng nhiều người lại có suy nghĩ khác, đó là việc các trận playoff là thời điểm MLS sẽ có view cao nhất, được lượng người xem cao nhất, thậm chí là bù lỗ cho giai đoạn trước và kiếm lời luôn cho họ. Chưa kể thì playoff sẽ rất căng thẳng, chứ không như giai đoạn cuối ngoại ngành, nếu một đội bỏ xa điểm các đội còn lại thì mọi thứ dường như không còn nhiều ý nghĩa nữa. Ban tổ chức MLS còn giải trình và nói thẳng thể thức này giúp giải đấu sẽ luôn tạo sự bất ngờ và không có câu lạc bộ nào có thể thống trị giải đấu, vì vòng playoff sẽ luôn có bất ngờ xảy ra. Nhưng nhiều người thì cho rằng nó lại bất công vì kiếm được nhiều điểm nhất lại không phải là đội chiến thắng. Vậy thì cố gắng đá thật hay để làm gì? Điều này cũng có nghĩa dù Miami đang xếp cuối, nhưng nếu Messi và đồng đội nâng thành tích để họ đủ khả năng vào vòng playoff thì họ cũng có đủ khả năng vô địch ở mùa giải này, dù xác suất xảy ra là khá thấp. Tóm lại, khi bạn là cầu thủ của MLS, bạn không cần lo lắng về việc đội bóng của mình sẽ xuống hạng. Trong giai đoạn đầu, đội của bạn cũng chỉ cần một vị trí đẹp là đủ. Nhưng càng đẹp thì khả năng để bạn vô địch càng cao. Rồi sau đó bạn có thể từ zero thành hero nếu chơi xuất sắc. Nhưng khi nhìn vào những chức vô địch như của Man City, bạn lại không có gì để phàn nàn dù họ có thống trị, là bởi vì họ xứng đáng. Tất nhiên không có bất kỳ thể thức nào được coi là hoàn hảo. Mỗi thể thức đều có cái hay riêng và đều phải dựa rất nhiều đến thứ gọi là điều kiện, nhu cầu của chính nơi tổ chức. Khi nghe về việc MLS không có đội xuống hạng, bạn có thể hơi chán, thậm chí là không muốn theo dõi giải đấu này. Nhưng biết đâu có những thứ hay ho và bất ngờ mà bạn có thể tìm thấy nếu theo dõi nó. Và Messi bây giờ là động lực của bạn.